Bốn đối tượng được xác định đã khai thác trái phép hàng chục mét khối gỗ dỗi và kiên kiên tại năm tiểu khu do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý vừa bị công an huyện Bảo Lâm khởi tố bắt tạm giam là Trường Văn Công trú tại huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước, Nguyễn Công Hiến, Nguyễn Công Việt và Phạm Nam Anh cùng trú tại huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai. Theo điều tra, từ tháng 7 năm 2016, công đã cùng các đối tượng Hiến, Việt và Nam Anh đã tổ chức khai thác gỗ trái phép. Kết quả khám nghiệm hiện trường, xác định bốn đối tượng này đã cư hạ trái phép 17 cây gỗ dỗi và kiền kiền với tổng khối lượng gỗ là gần 40 mét khối. Ngày 22 tháng 9, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án phá một phần chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng phá rừng, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn. Những ngày sau đó, lần lượt các đối tượng Công, Hiến, Việt và Nam Anh bị khởi tố, bắt giam. Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy, Công an thành phố Bảo Lộc đã triển khai kế hoạch tổ chức triệt phá các tụ điểm mua bán tàn trữ trái phép ma túy và đã bắt giữ 3 đối tượng thu một lượng lớn ma túy tổng hợp.